Mạng tin Stratfor cho rằng, do các chính phủ lạm dụng những hình thức trợ giá nhiều thập kỷ qua, thị trường quốc tế đã rơi vào tình trạng dư thừa công suất. Dù chính phủ Thái Lan và Việt Nam đã nỗ lực thuyết phục nông dân trồng gạo, chuyển sang các cây trồng khác, song sản lượng trên toàn cầu vẫn đạt hơn 42 triệu tấn, thấp hơn mức của năm 2014, song cao hơn mức của năm 2016. Chủ nghĩa bảo hộ cũng tiếp tục được áp dụng tại các nước phát triển, điển hình như Nhật Bản và Hàn Quốc đều áp thuế quan 200% hoặc hơn đối với gạo nhập khẩu và chi mỗi năm hàng tỷ đô la Mỹ để trợ giá gạo trong nước. Dự kiến trong những tháng tới, gạo vẫn là trung tâm của các cuộc đàm phán thương mại giữa các nhà sản xuất và nhà tiêu dùng gạo lớn nhất châu Á. Trong khi một số quốc gia có thể buộc phải gạt lĩnh vực này ra khỏi bàn thương lượng để thúc đẩy đàm phán, thị trường gạo sẽ tiếp tục bị phương hại do sự bất ổn và thiếu năng suất bắt nguồn từ những biện pháp bảo hộ thái quá.